Theo thông tin từ Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, thì trong ngày hôm qua 18 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố hàng loạt cá nhân, nguyên là cán bộ và cán bộ đương chức ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng do vi phạm pháp luật. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nhà, bắt hoặc là đọc quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú với những quan chức này. Đây được cho là kết quả của quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến sai phạm của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, trong các dự án tại thành phố này. Theo đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Lê Văn Thanh, hiện đang là Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và Nguyễn Thanh Trương, hiện cũng đang là Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng Ủy ban nhân dân của thành phố này. Tại Đà Nẵng, chiều tối qua, 4 quan chức khác cũng bị cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bao gồm Đào Tấn Bằng, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy thành phố Đà Nẵng, hiện là Bí thư Đảng ủy khối các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng; Nguyễn Viết Vĩnh, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, hiện là Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa; Nguyễn Văn Cán, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; và ông Phan Xuân Ít, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Các ông này đều đã bị khởi tố với cùng tội danh vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Nếu như tại Đà Nẵng, cả 4 cá nhân bị khởi tố do tham mưu lãnh đạo thành phố ban hành các văn bản không đúng quy định pháp luật về đất đai, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, các cựu quan chức bị khởi tố do đã có sai phạm giúp sức cho Vũ Nhôm có được nhiều tài sản nhà nước trái quy định. Trong đó, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín được giao phụ trách quản lý sử dụng tài sản của nhà nước nhưng vi phạm quy định gây thất thoát nghiêm trọng tài sản của nhà nước. Việc khởi tố thêm hàng loạt quan chức cho thấy lò chống tham nhũng tiêu cực của Đảng, Chính phủ vẫn đang tiếp tục được đốt nóng.